Xin chào tất cả các bạn, mình là Hạnh đây. Hôm nay mình lại xin chia sẻ với các bạn một cách pha cà phê phin to. Trong một phin này thì cái phin này mình cũng đã sử dụng rất là lâu rồi. Đấy nên nó méo mó như này các bạn nhé. Nên một phin to như này thì mình sử dụng mỗi một phin to như này là 250g cà phê nhé. Đấy thì mình xin mời các bạn cùng mình đi vào pha một phin to cà phê. Đấy, xin mời các bạn nhé. Trước tiên chúng ta là phải chuẩn bị nước nóng. Đấy. Đây thì trong cái phin to thì là thứ nhất là sẽ có cái phin to đựng cà phê này. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái chắn cà phê không để cà phê nổi và mình sẽ ép cà phê xuống cho có một lượng nước. Mình xin lỗi, thứ ba nữa là nắp để mình nắp vung mình đẩy vào đây. Đấy, như thế này. Đấy. Và thứ tư nữa là một cái ấm để mình đựng cà phê khi mình đã pha cà phê nha. Trước tiên thì mình sẽ lấy cái nắp là mình để lên đây. Đấy, để lên cái ấm của cà phê nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm hai phin cà phê to luôn một lúc để các bạn cùng theo dõi cùng mình nha. Đây, hai phin cà phê to này của mình đây. Đấy, thì mình xin mời các bạn theo dõi nha. Thì đầu tiên là mình sẽ tráng qua một lượt nước nóng. Mình sẽ bỏ phin lên đây. Đấy, và bỏ cái chặn lên đây. Mình tráng qua một lượt nước nóng nha các bạn. Đấy, mình tráng qua một lượt nước nóng. Đấy, khi một lượng nước nóng của chúng ta đã chảy ra hết, chúng ta sẽ bỏ cái phin, bỏ cái nắp chặn cà phê của chúng ta vào một bên. Đây. Chúng ta sẽ lắc đều cái ấm của chúng ta nhé. Đây, chúng ta sẽ đổ. Đây. Ta sẽ đổ cái nước thừa trong ấm đi. Thế là chúng ta đã được hai phin cà phê chúng ta đã xử lý xong. Đấy, thì chúng ta bỏ cái nắp của cái ấm lên đây. Rồi chúng ta sẽ cho nắp phin lên trước. À, cho cái khay cái phin của chúng ta lên. Thì bây giờ mình sẽ đổ cà phê vào nha các bạn. Đấy, một túi cà phê này của mình là 500g. Thì mình sẽ chia đều cho hai ấm nha. Mình sẽ cắt túi ra. Mình sẽ, các bạn ạ, làm thì rất là nhanh. Nếu ví dụ như các bạn nào mới làm thì hơi bỡ ngỡ tí về vấn đề định lượng thôi. Và cách ủ cà phê thôi. Đấy, nhưng như đây thì mình sẽ chia sẻ các bạn là một cách ủ cà phê rất là đơn giản. Đây, mình đã đổ xong. Đổ xong mà mình lấy cái thìa nhỏ này, như thìa này nha các bạn. Chúng ta sẽ gạt ở trong ra. Đấy, gạt cho nó đều đi. Đấy, thì bây giờ mình đã, đây, bên này nó còn hơi ít tí. Đấy, mình sẽ căn theo lượng này là mình không phải cân nữa nha các bạn. Tại vì ở trong mỗi một cái phin cà phê lớn này là nó có một gờ to để cho các bạn căn ở trong đấy. Thì nó thực sự không phải là chuẩn 100% đâu, nhưng mà nó cũng được tới 95%. Đấy, 95%. Nhưng nếu ví dụ như các bạn nào mới làm thì tốt nhất là các bạn sẽ phải sử dụng da cân nhá, để cho nó chuẩn hơn. Đây, bây giờ mình sẽ nắp cái chắn cà phê vào. Đấy, mình dẹm nhẹ mà. Đấy, mình ấn nhẹ một chút thôi. Bên này mình cũng lắp vào. Tới bây giờ thì mình đã xử lý xong cái phần chèn cà phê. Bây giờ mình sẽ cho, đây, mình sẽ cho một chút muối các bạn. Đây, mỗi một phin cà phê mình sẽ cho một chút muối. Mình sẽ đổ lên trên. Sẽ đổ lên trên. Đấy. Bây giờ là mình sẽ, cái cách đầu tiên ấy là chúng ta đã đổ cà phê vào trong phin rồi. Và cái cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ đổ một lượng nước nóng khoảng tầm 300ml nước hoặc là 200ml nước, chúng ta sẽ để cái phin cà phê của chúng ta lên trên. Để làm gì các bạn? Để cho cà phê của chúng ta hút từ dưới và trên chúng ta sẽ đổ một chút nữa. Đây, mình lấy cái thìa nhé. Mình lấy cái thìa này mình chặn đây. Đấy, chặn vào. Mình sẽ giữ để cho cái
chặn cà phê của chúng ta nó sẽ không bị nổi lên. Thì mình cũng sẽ đổ một lượng nước là bên trên cái chặn cà phê một chút thôi, để cho cà phê của chúng ta sẽ ngấm đều. Đây, mình sẽ chia sẻ các bạn kỹ hơn. Ở đây, mình đã chặn như này, nghiêng đi nghiêng lại nó cũng sẽ không đổ các bạn nhé. Mình sẽ đổ một lượng nước. Nếu mà chính xác hơn, mình sẽ để cho các bạn xem đây, cái lượng nước trong cái phung của mình nó sẽ như thế này. Đấy, hơi nóng một chút nhé, các bạn phải cẩn thận. Đấy, mình làm thì cái việc nặng nó quen rồi nên cái da nó hơi dày. Đấy, nên là nóng thì cũng không phải đáng lo mấy, nhưng mà nóng quá nó cũng không chịu được. Đấy, mình sẽ đổ vào trong đây. Mình sẽ ủ độ khoảng tầm, nếu như các bạn có thời gian nhiều, các bạn sẽ ủ tầm 50 phút. Nhưng đây như thế mình nên thì mình sẽ chỉ làm là chia sẻ các bạn nhanh. Mình chỉ ủ tầm 1-2 phút thôi. Thì từ lúc mình đã làm ly 1 và mình chuyển sang làm ly 2, thì ly 1 của mình đã ok rồi. Đấy. Mà chuẩn của nó là phải làm từ 10 phút nha các bạn. Càng lâu thì càng tốt. Đấy. Để làm sao? Để cho những cái hạt cà phê của chúng ta ngấm đều trong nước, đủ độ nở, đủ độ độ chín, để chúng ta chắt lọc ra được những giọt cà phê thơm ngon nhất. Đấy, thì mình cũng tới đây mình cũng sẽ lấy cái thìa đây các bạn, mình ấn nhẹ xuống. Đấy, mình cứ ấn nhẹ xuống như này. Đấy, thế bây giờ mình sẽ đổ nước vào nha các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đong nước để mình đổ vào. Thì cho mỗi một ly, một phin cà phê như thế này. Đấy. Là mình dùng 500ml. Đây, mỗi một phin, mỗi một này là 200ml nước nha các bạn. Đấy. Mình sẽ đổ một ly vào này. Đấy. Thì mình dùng cho một phin cà phê lớn 250g cà phê thì mình sử dụng là 500ml nước nóng nha các bạn. Mình sử dụng 500ml nước nóng. Đấy, thì nước nóng ở bên này thì mình đã đổ xong. Đấy, thì mình sẽ đậy nắp lại. Đấy, và mình... Ôi dồi ôi. Mình đậy nắp lại. Và mình sẽ cho ra một bên nhé. Đấy. Bên này mình cũng sẽ đổ như thế. Các bạn ơi, rất nhanh các bạn ạ. Này, bên này mình ủ cũng đã được rồi. Đấy. Các bạn nên nhớ là cà phê này các bạn càng ủ càng lâu càng tốt nhé. Đây mình sẽ làm nhanh. Đấy. Mình sẽ làm nhanh. Đấy, mình sẽ đổ 500ml nước. Đấy, mình đổ 500ml nước. Đấy. Và bây giờ mình cũng đã nắp. Đấy. Thì khi các bạn đợi chờ ly cà phê, một phin cà phê của chúng ta ấy, để cho ra cái nước cốt và cái nước cà phê là ngon nhất, chuẩn nhất, thì các bạn sẽ cho ra chai nha. Đấy, các bạn sẽ cho ra chai. Đấy, thì đây mình cũng đã làm từ trước rồi, và khi mình đã được cà phê đã chảy hết thì mình đã sẽ cho ra chai như thế này các bạn nhé. Một là các bạn cho vào chai 7 up, cái chai như thế này của mình. Hai là các bạn sẽ cho vào những chai 7 up nhỏ hơn. Chai 7 up nhỏ hơn như thế này. Để các bạn khi rót cà phê ra ly, rót cà phê ra cốc thì nó sẽ là dễ dàng hơn cho mình. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng xin phép chia sẻ với lại các bạn một chút kinh nghiệm của mình về pha một phin cà phê to. Ấy là gồm những gì? Thì cà phê thì mình cũng đã có sẵn rồi. Thì mình chỉ cần cho một chút muối nhỏ thôi. Một chút muối nhỏ là mình cho vào để làm sao nó đậm vị hơn. Để cho nó tăng thêm cái vị lưu luyến nhớ quán của mình hơn. Đấy, nên là mình sử dụng bằng cái cách đó. Nên hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn một video về cách pha cà phê
pin lớn. Thì mình chúc các bạn làm theo cách đơn giản của mình thành công và dễ làm. Đấy, một lần nữa thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cách pha cà phê của mình hay. Thì xin cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ. Thì mình rất là cảm ơn và xin chào các bạn, hẹn gặp lại.